Bảo Yến xin kính chào khán giả của chương trình Bình Minh Cao Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, ngày nay thì số lượng người nhiễm bệnh gút ngày càng tăng lên. Mỗi khi mà thời tiết trở trời thì bệnh nhân khá là khổ sở về căn bệnh này. Một phần là do chế độ ăn uống chưa thực sự là khoa học. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng gặp gỡ bác sĩ Nguyễn Đình Diện của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng sẽ giúp chúng ta tìm hiểu rõ hơn về căn bệnh này. Vâng, chào bác sĩ. Thưa bác sĩ, là hiện nay thì số người mà bị nhiễm căn bệnh gút thì khá là nhiều. Một phần là do chế độ ăn uống chưa thực sự là phù hợp, mà đặc biệt là đối với nam giới là hay là lạm dụng bia rượu. Thì bác sĩ có thể cho biết là gút là gì và cũng như là nguyên nhân và triệu chứng của nó ra sao không ạ? Dạ, xin chào Bảo Yến. Dạ. Tại nước mình thì gần đây nó cũng tăng lên rất là nhanh. Bệnh này thì nó cũng có liên quan đến vấn đề như là bia rượu và cũng như là ăn uống. Trong nhân dân thì bệnh này nó xảy ra ở những người có mức sống cao. Và cái tỷ lệ như là rơi vào nam giới như là có thể nói là gấp 10 lần nữ giới. Và cái độ tuổi hay xảy ra là khoảng từ 30 đến 55. Xong bệnh này nó cũng có những cái yếu tố đặc trưng của gia đình. Ý nói đây là chỗ về vấn đề di truyền. Nhưng bên cạnh đó thì cái bệnh này là cái nguyên nhân của nó là do cái axit uric trong máu nhưng nó tăng lên. Còn đại đa số thì cái như là do cái như là rối loạn chuyển hóa cái axit uric trong máu nó tăng lên thì nó phụ thuộc vào cái nguồn thức ăn mình ăn vào. Vậy thưa bác sĩ, vậy dấu hiệu mà nhận biết người gút là như thế nào ạ? Dấu hiệu biểu hiện của những người bệnh gút thì họ đau khớp. Mà thông thường mà rõ nhất á, là nó đau khớp vào cái như là ngón cái bàn chân. Nó sẽ biểu hiện là sưng đỏ nóng đau. Nhưng nó khởi phát của nó thông thường vào như là nửa đêm hoặc là dạng sáng. Nó làm cho bệnh nhân đau, không đi lại được. Có trường hợp nó gây sốt. Và thường là người bệnh như là phải đến nghĩa là bệnh viện. Thưa bác sĩ, từ những dấu hiệu như vậy thì có những biến chứng như thế nào nguy hiểm cho người bệnh không ạ? Đầu tiên nó sẽ gây cái mà làm cho con người khó chịu nhất là nó gây đau và hạn chế như là đi lại hoặc là vận động các khớp đó. Cái thứ hai lâu hơn nữa thì nó sẽ làm cái là sỏi thận, mà cái đây sỏi là sỏi virus. Một cái thứ ba nữa tiến đến một bước nữa là nó gây suy thận và nó kèm theo gây rối loạn những cái chất chuyển hóa khác, thì như nó làm cho con người của mình cái tuổi thọ mình nó giảm đi. Như bác sĩ vừa chia sẻ thì gút có rất nhiều biến chứng nguy hiểm cho người bệnh. Nếu mà nặng thì có thể gây tử vong. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ những cách điều trị cũng như là chế độ ăn uống và tập luyện thể dục thể thao như thế nào để đẩy lùi được căn bệnh này không ạ? Đầu tiên mới nói đến là cái như là cái vấn đề tập luyện rèn luyện thân thể, cái thể dục thể thao nghĩa là phổ thông thường xuyên đó. Bên cạnh đó thì nói đến cái chuyện là cái chế độ ăn uống mình phải kiêng khem. Mà đối với những người bệnh gút thì chắc chắn phải kiêng khem thôi, không thể nào khác hết. Và cái bên cạnh đó là thuốc uống á, thì người ta thông thường người ta dùng loại thuốc đó là Contricin, rồi Allopurinol, một cái nữa là Viricozin, và những loại thuốc giảm đau là trong nghề mình gọi là non-steroid hoặc là có steroid để điều trị. Còn cái liều lượng mà cách dùng như thế nào thì đến gặp bác sĩ ở bệnh viện thì như là bác sĩ sẽ tư vấn. Mọi người nói là mình phải kiêng ăn hải sản và thịt, có đúng không ạ? Đúng rồi, tại vì trong cái hải sản thịt thì nó có nhiều cái chất purin, mà cái purin khi mà phân hủy trong cơ thể thì nó sẽ gây nghĩa là tăng cái lượng axit uric lên. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và Bảo Yến hy vọng rằng với những thông tin mà bác sĩ Diện chia sẻ vừa rồi sẽ giúp quý vị và các bạn có thêm những kiến thức thật là bổ ích để phòng trừ và ngăn ngừa căn bệnh này. Và mỗi chúng ta thì nên có một chế độ ăn uống và tập luyện thể dục thể thao thật là hợp lý để bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình, quý vị nhé. Còn bây giờ Bảo Yến xin mời quý vị cùng trở lại trường quay để tiếp tục theo dõi chương trình.